Ngay sau khi kết thúc trận đấu với Trung Quốc, toàn đội họp lại chấn chỉnh tinh thần. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi có buổi họp, xem lại băng hình trận đấu để rút kinh nghiệm. Toàn đội có những bài học dành cho riêng mình về cả mặt cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi tiếp tục hướng đến những điều tích cực như kiểm soát bóng tốt hơn, duy trì thể lực, khả năng chơi bóng cùng nhau nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam còn khắc phục, hạn chế sai lầm về mặt cá nhân, vị trí trong phòng ngự. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện hơn nữa những vấn đề kể trên trong thời gian tới, Hùng Dũng chia sẻ. Kết quả trận đấu với Trung Quốc vừa qua không như toàn đội mong muốn, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có những bài học bổ ích, tốt cho tương lai. Bởi đây là trận giao hữu với đối thủ mạnh, chỉ khi gặp đối thủ mạnh chúng ta mới có thể bộc lộ sai lầm. Thật may mắn, những sai lầm này đã xảy ra ở các trận đấu giao hữu. Đó là bài học để đội tuyển Việt Nam hướng đến những trận đấu chính thức, cả đội hy vọng không lặp lại những sai lầm như thế nữa. Các trận đấu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện hơn nữa về lối chơi, tự tin hơn trong quãng đường sắp tới, Hùng Dũng nhấn mạnh. Trong hai trận đấu sắp tới, Hùng Dũng đặc biệt chờ đợi cuộc đọ sức với Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Đây là cơ hội hiếm có với đội tuyển Việt Nam khi được đối đầu với một đội tuyển đẳng cấp hơn chúng ta tới 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kết nối với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc để tổ chức trận đấu giao hữu này. Toàn đội có cơ hội trải nghiệm với một đội bóng tham dự rất nhiều kỳ World Cup. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng lại là cơ hội cho các cầu thủ được cọ sát với đối thủ ở đẳng cấp rất cao. Tôi tin chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ trận đấu này. Trở lại với buổi tập tối 12 tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Chaussier tiếp tục rèn giũa lối chơi kiểm soát bóng, củng cố cơ cấu tổ chức trong đội hình thi đấu và đưa ra những giải pháp để sửa chữa những sai sót bộc lộ ở trận đấu trước. Nhà cầm quân người Pháp cũng tính toán phương án phù hợp về nhân sự cho trận đấu giao hữu với Uzbekistan. Một số trụ cột có thể sẽ được giảm tải để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan diễn ra vào lúc 19:35 ngày 13 tháng 10 tại Đại Liên, Trung Quốc. Nhằm phục vụ cho chuyên môn, hai đội thống nhất có sự thay đổi người tối đa và đá trên sân không có khán giả, báo chí.